Bộ phim Bóng tối của yêu tinh. Tập phim Con rồng tinh nghịch. Ở đồng cỏ, cuộc sống của các nàng tiên được dành để bảo vệ quê hương xinh đẹp của họ. Trong khi đó, bên trong thành trì của yêu tinh, chúa tể Can đang nghĩ cách chinh phục các nàng tiên và mở rộng vương quốc của mình vượt ra ngoài khu rừng tối tăm. Đôi khi ngay cả chúa tể Can cũng có thể bị phân tâm bởi những vấn đề tầm thường như thú cưng của ông ta. Ngay cả những sinh vật nhỏ bé cũng có thể gây ra những vấn đề lớn bên dưới bóng tối của yêu tinh. Đi thôi, Creeper, lại đây giúp đỡ bọn ta đi. Chúng ta đang làm theo mệnh lệnh. Creeper, chúa tể Can đang phát bệnh lên vì những dấu trần lầy lội của ngươi trên khắp pháo đài. Không ổn chút nào, chúng ta có thể làm gì được đây? Giờ thì mọi biện pháp đều tuyệt vọng rồi, xin cứ kệ nó đi. Vâng, thưa ngài. Chiến thuật thông minh đấy, binh nhì Balabus. Xin, đưa tôi cái khăn đó. Người cũng có thể bỏ cuộc, Creeper. Ta luôn có thể có được thú nuôi mới. Có lửa trong đại sảnh, báo động đỏ. Để ta đoán xem, ngày tắm của Creeper, yêu cầu của chế tể Can. Đúng thế đấy, không chỉ hoãn cho đến khi Creeper trở nên sạch sẽ. Nghe như đã đến đời của ngài búa rắn vậy. Vậy ông nghĩ sao, búa rắn? Loại robot mới làm sạch lâu đài của ông có hoạt động không? Ta đang suy nghĩ nên sử dụng Genda, Slipper hay là Pepper, hay bất cứ thứ gì có thể tắm. Để ta yên tĩnh được chứ? Và bây giờ, hãy xem xét kỹ hơn cỗ máy giả cỗi này và một số tính năng đặc biệt của nó, bao gồm cả chiếc chổi Shaper Megaphone của nó nữa. Chất tẩy rửa, dung môi và siêu keo, chưa kể đến các dụng cụ vệ sinh đặc biệt trong mọi trường hợp. Và chiếc máy hút bụi Bashoka ta yêu thích, dành cho những nơi đặc biệt. Và hãy nói cho ta biết, nếu con thú bẩn thỉu đó, Popper, có phải là cơ hội để thử nghiệm không? Không thể cho đến khi Creeper được tắm rửa sạch sẽ. Đó là yêu cầu của chúa tể Can. Thưa chuyên gia, các mệnh lệnh của tôi đã được tiếp nhận và hiểu rõ. Chú ý, Creeper, con quái vật bẩn thỉu kia đã đến giờ đi tắm. Giờ đi tắm. Thank you.
Đừng chạy vòng quanh, Gripper. Đừng trốn nữa. Như đã nhắc nhở từ trước, đây là lúc đi tắm. Giờ đi tắm. Ta đã ra lệnh cho người đưa Gripper đi tắm và người đuổi nó ra khỏi nhà. Chúng tôi có thể giải thích, thưa ngài. Ta không muốn nghe giải thích. Ta muốn thú cưng của ta quay trở lại. Và ta muốn nó phải thật sạch sẽ. Như vậy đã rõ ràng chưa? Ông biết đấy, thật là cảm động. Chúa Can đã nuôi nấng nó từ khi nó còn là một quả trứng. Gặp phải ta thì đã cho nó vào làm món trứng tráng rồi. Jedda, người có chắc tìm thấy Gripper trong khu rừng không? Chương trình tìm kiếm của tôi có thể định vị Gripper ở mọi nơi. Chín mươi chín, 100. Được rồi, Bumbler, đến và tìm chúng mình đi. Sẵn sàng chưa? Chuyện gì vậy, Bumbler? Gripper, nhìn mày trông tệ quá. Như thể mày vừa chạy trốn khỏi nhà vậy. Hẳn phải là một khó khăn khi sống với những con yêu tinh ăn mặc thời trang đó, đúng chứ? Có muốn về nhà với bọn ta không? Mày có thể chơi, ăn diện và nhiều thứ khác nữa. Này, cả hai cậu, lịch sự nào. Ồ, cảm ơn Gripper. Làm tốt đấy. Cảm ơn. Okay, Gripper. Được rồi, Gripper, bắt lấy. Cái quái gì vậy? Ở đây, trả vào cái này đi.
Khá hơn rồi. Cháu cảm ơn bà. Ta đã để ý rồi đấy. Đúng vậy. Khát không, Bumbler? Have a nectar soda. Uống chút soda mật hoa đi. Mày vẫn khát à? Creeper. Creeper. Cậu thật tử tế. Bảo vệ đâu rồi? Nguy hiểm đến gần. Mau thông báo cho mọi người ngay lập tức. Xin lỗi Bumbler, ta phải đi đây. Cha, cha, chuyện này là sao? Đồng cỏ đã bị lũ yêu tinh tấn công. Are you in here? Mày có ở đây không? You know the elves. Mày biết sợ yêu tinh hơn bất cứ ai. What's going on? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Are they really invading? Họ có thực sự muốn xâm lược không? I guess that. Ta đoán câu trả lời nhé. Damon nói có, đúng không? Cảnh vệ, chuẩn bị bảo vệ vùng đất của chúng ta. Gì vậy, Shada? Sinh vật bay. Đừng lo lắng, tôi sẽ dẹp bỏ đống bụi này ngay lập tức. Chú ý đằng sau, bảo vệ, nỗ lực gấp đôi. Damon, tôi không ngờ anh lại làm thế này một lần nữa. Này, Sheda, tắt thứ đó đi. Không thể được. Nó chỉ muốn hút vào một vài nàng tiên vô dụng thôi. Hãy vì lợi ích của khoa học, ngay búa rắn, bằng nó tắt ngay đi. Được rồi, Shenda, tắt chế độ hút đi. Damon, làm thế nào mà anh có thể tấn công vào vùng đất của chúng tôi với cái máy tệ hại đó? Vậy bà tôi đã nghĩ chúng ta là bạn cơ đấy. Thalia, bình tĩnh đi. Chúng tôi không tấn công bất cứ ai. Lý do duy nhất chúng tôi đang ở đây là tìm lại thú cưng đang chạy trốn của chúa tể Can. Đừng lo, Talia, em sẽ giải cứu chị. Bình tĩnh nào, Rowan. Lý do duy nhất mà họ ở đây là muốn mang Creeper trở về nhà. Em đã hy vọng nó là một cuộc xâm lược thực sự, vì em có thể thử những bước tiến mới của mình. Good
Ai đó giúp tôi được không? Đừng lo, Rowan. Tôi chắc rằng cậu sẽ sẵn sàng trong lần tiếp theo chúng tôi xâm nhập. Gì cơ? Đùa thôi mà. Chuyện gì vậy? Creeper cảnh báo. Creeper cảnh báo. Creeper cảnh báo. Creeper cảnh báo. Tình hình có vẻ xấu đấy em trai. Jada sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nó được tắm cho Creeper. Thật không may, làng của chúng ta có thể không trụ được lâu đâu. Thời gian để vệ sinh đã đến. Con rồng ngỗ ngược, bẩn thỉu. Nếu ông hỏi tôi, Faden, chúng ta có thể mong đợi một cơn mưa lớn trong vòng một giờ tới. Hoặc sớm hơn. Chị nghĩ chúng ta nên giúp một tay. Đi thôi. Đừng quên rửa sạch đằng sau tai. Bắt được Mi rồi. Ồ không. Chúng ta sẽ nói gì với quý bà nhện khi mang toàn bộ mạng nhện của bà ấy đi? Quả là một mớ hỗn độn. Tốt đấy, Creeper. Nhưng cứ cười đi, cười nhiều vào. Các người thật rắc rối. Em ổn chứ, Rowan? Ngoài việc em đang phải ăn đầy xà phòng. Xin lỗi. Có vẻ như sẽ không có ai an toàn cho đến khi Creeper được tắm. Creeper, ra ngoài đây, ra ngoài đây. Dù người đang ở bất cứ đâu, ta biết người đang ở đâu đó quanh đây. Nó đang ở trong hõm cây này, Jenda, ngay bên dưới ngươi. Tuyệt vời. Ồ không, ta ghét phải đề cập đến việc này, nhưng những tia sét đó có thể làm đứt các mạch của cỗ máy. Ngài Creeper, dường như tôi đã quên những yêu cầu của mình. Chính xác ai là người cần tắm vậy nhỉ? Xác nhận đối tượng. Xong. Đây là một thảm họa. Không để nào chúng ta có thể mang Creeper trở lại trừ khi nó được tắm cho ai đó. Chúa Tể Càn sẽ chặt đầu chúng ta mất. Hãy đối mặt với nó, anh bạn. Chúng ta phải chịu số phận này thôi. Sẽ không như vậy, vì các nàng tiên Meadowlands có thể làm bất cứ điều gì. Jada, không. Tại sao lại tắm cho ta cơ chứ? Người thấy chưa? Thật ra ta rất sạch. Rất sạch sẽ rồi. Ôi, không. Không, Jenda. Chính ta đã làm ra ngươi mà. Ngươi giống một phần xương thịt của ta. Và kết hợp cùng với kim loại. Ngươi không thể làm thế này với ta.
cứu ta. Nhớ không, Creeper? Binh đoàn tắm rửa của thần tiên đang ở đây. Creeper, ngài muốn trả sát một chút chứ? Let's get him! Bắt lấy nó. Natty, Natty, cậu có nhớ mang theo cung không? Tất nhiên rồi, Talia, màu hồng hay xanh nước biển? Sao không phải là cả hai nhỉ? Creeper, búa rắn. Gặp lại các người mới tuyệt làm sao. Và cả hai người đều đang rất, rất sạch sẽ. Very clean.